gã trộm kiên nhẫn cố gắng chờ đợi thời cơ để lấy trộm chiếc xe. Phần lớn các đối tượng trộm cắp xe máy hoạt động lưu động, chúng thường chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối để ra tay. Nguyên nhân là do sáng sớm khi một số công nhân dắt xe ra trước phòng trọ, sau đó vào trong vệ sinh cá nhân, lợi dụng sơ hở đó kẻ gian tiếp cận trộm tài sản. Trong khi đó vào chiều tối, khi người ở trọ bận rộn với việc cơm nước không để ý đến tài sản nên bị kẻ xấu trộm. Theo như trong đoạn video, tên đạo chích có pha trộm xe mất khá nhiều thời gian. Điều đáng nói là sự hớ hênh của chủ xe khi vứt xe ở ngoài đúng nghĩa phó mặc. Vụ việc xảy ra tại Trảng Bom, Đồng Nai. Từ camera an ninh một hộ dân gần đó ghi lại, từ xa một thanh niên mặc áo đen đang ngồi nhìn ngó chiếc xe vứt bên đường. Sau một hồi thăm dò canh không có người, gã này tiến tới chiếc xe, tìm cách câu dây khởi động xe rồi leo lên chạy đi mất. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm xe máy diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, công an các địa phương đã tăng cường kiểm tra, tuần tra nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân chủ động giữ gìn tài sản. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.